cúp bóng đá Liên Châu Á AFC Ấn Độ 2022 trực tiếp trọn vẹn trên FPT Play. Những khó khăn đã thực sự bủa vây thầy trò Mai Đức Trung trước khi chúng ta bước vào cuộc đối đầu này với ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19. Nhưng giờ đây các tuyển thủ của chúng ta cũng đã sẵn sàng để bước vào cuộc chiến, dù cho không thể là một lực lượng mạnh nhất và không phải là một sự chuẩn bị hoàn hảo nhất cho những trận đấu cực kỳ cam go tại Ấn Độ ở giải đấu năm nay. Thêm một quả treo bóng khá nguy hiểm, muốn đổ người chính xác của thủ thành Kim Thành. Cẩn thận ở cự ly chưa đến 2 mét đầu. Bóng chọn như
Tất Thành của số 11 treo bóng, lại là pha đánh đầu của số 22. Cũng nguy hiểm, cả lại phải gọi tên Kim Thành. Chút bối rối nhưng cuối cùng thì tình hình đã được kiểm soát. Một con bóng nằm gọn trong tay của thủ thành áo số 14 Chayuri. Xuất sắc vẫn là Kim Thành, với khả năng chọn vị trí và có những tình huống đẩy bóng cần thiết. Rất nguy hiểm, không vào. Lại là cú đấm bóng của Kim Thành. Kim Thành vẫn duy trì một sự tập trung tốt. Tiếp tục có một tình huống đẩy bóng. Giới hạn cùng FPT Play.